thưa ban giám khảo, kính thưa quý bạn đọc gần xa, em tên là Lê Hà Anh, đến từ lớp 4A. Em rất thích tham gia cả các hoạt động đội, ước mơ sau này của em là được trở thành một cô giáo. Còn em là Nguyễn Tuấn Bảo, em đến từ lớp 4A. Em rất thích đọc sách, em ước mơ sau này trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Lời đầu tiên, cho phép chúng em kính chúc ban giám khảo, các bạn đọc trên mọi miền đất nước luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2024 với chủ đề Sách hay cần bạn đọc, thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể hội thi, chúng em rất tự hào vì được lớn lên trên quê hương Đức Thọ Anh Hùng và thật vinh dự khi được học tập dưới mái trường tiểu học Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ngôi trường chúng em luôn nằm trong top đầu của huyện nhà về công tác dạy và học. Những năm qua, nhà trường liên tục đạt danh hiệu tập thể xuất sắc, công tác đội được chú trọng và phát triển. Thư viện nhà trường đã được công nhận là thư viện xuất sắc. Hàng ngày, thư viện đã thu hút đông đảo giáo viên và học sinh đến đọc và nghiên cứu. Thưa toàn thể các bạn, ai về Đức Thọ thì về, nước trong gạo trắng, dễ bề làm ăn. Câu ca không chỉ phản ánh đời sống, văn hóa mà chúng còn được chắt lọc từ các yếu tố thuần lợi về ruộng đồng, sông nước của huyện Đức Thọ. Là vùng địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa của Hà Tĩnh. Bến Tam Xoa, nơi hợp lưu của hai con sông Ngàn Phố Ngàn Sâu, tạo nên con sông La xanh trong thơ mộng. Trên quê hương đồng chí Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của Đảng, bao con người sinh ra từ mảnh đất này đã đổ mồ hôi, máu và nước mắt để xây dựng nên quê hương tươi đẹp. Đức Thọ đi vào tâm thức của muôn người trên vàn nẻo non sông. Hưởng ứng cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2024 với chủ đề Sách hay cần bạn đọc, chúng em xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về mảnh đất địa lý nhân kiệt, về những người con ưu tú của đất nước Việt Nam như Trần Phú, Lê Huân, Lê Văn Thiêm. Qua cuốn sách Địa chỉ huyện Đức Thọ, cuốn sách dày 727 trang, khổ 16x24cm do huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ chỉ đạo biên soạn. Cuốn sách được nhà xuất bản Lao động ấn hành. Cuốn sách cung cấp những kiến thức về tự nhiên, xã hội, địa lý và lịch sử, kinh tế chính trị, văn hóa về quê hương Đức Thọ. Đấy cũng là cuốn sách nghiên cứu tổng quát, toàn diện về đất và người Đức Thọ. Nội dung cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1, cảnh quan tự nhiên. Phần 2, tiến trình thành lập huyện. Phần 3, Đức Thọ một vùng văn hóa đặc sắc. Phần 4, các xã và thị trấn. Cuốn sách hấp dẫn người đọc ngay từ trang bìa với dòng chữ Địa chỉ huyện Đức Thọ in chữ lớn tô đậm và nổi bật hơn với hình ảnh dòng sông La hiền hòa, thơ mộng, cảnh làng quê yên bình. Phần thứ nhất của cuốn sách cho chúng ta chìm đắm trong vẻ đẹp của cảnh quan tự nhiên nơi đây. Nằm trong lưu vực Lam La, tựa vào Trà Sơn Thiên Nhẫn, vùng đất Đức Thọ đã được ban tặng một quang cảnh thiên nhiên kỳ thú, non nước hữu tình. Lật vài trang sách, chúng ta có thể cảm nhận và hiểu được Đức Thọ nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa. Trên vùng đất này, bão gần như song hành với lũ lụt. Bài vẽ dân gian trong cuốn sách đã tường thuật khá tỉ mỉ khí hậu của vùng đất này. Trận lụt năm Dậu, sóng lên phá nhà, bão tố vừa ra, cửa nhà trôi tuột, mùa màng mất chuột, chùa đền cũng trôi, lụt lụt xa thường, lụt ngập khẩu đầu, người biết chạy đâu, đem nhau vô rủ. Phần 2 của cuốn sách là quá trình thành lập, xây dựng và phát triển huyện Đức Thọ qua các thời kỳ, được ghi chép rất chi tiết, chân thực. Người đọc có thể có cái nhìn tổng quan về lịch sử vùng đất nơi đây. Là vùng chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt như vậy, nhưng Đức Thọ luôn vững vàng trên hành trình đổi mới. Đức Thọ là một trong những huyện có nghề thủ công và buôn bán sản phẩm phát đạt nhất ở tỉnh Hà Tĩnh. Đó là làng mộc Thái Yên, ép dầu Nghĩa Yên, đóng thuyền Trường Xuân, nón lá Yên Đồng. Hấp dẫn và lôi cuốn hơn khi bạn đọc có thể lạc vào những nét văn hóa đặc sắc của huyện Đức Thọ. Trong phần 3 của cuốn sách, chúng ta có thể thấy Đức Thọ là một vùng văn hóa với đa dạng các thể loại như dân ca, hò, hát trú, hát sắc bùa, hát ví, hát dằm. Người Đức Thọ gửi gắm niềm vui, nỗi buồn, nỗi nhớ nhung qua những câu hát ấm tình. Qua đó cũng có thể thấy người Đức Thọ hiền hòa, mến khách, giàu tình cảm.
Bên cạnh đó, mỗi trang sách đã ghi chép cẩn thận những công lao, cống hiến của những danh nhân lịch sử, danh nhân văn hóa tiêu biểu của quê hương như đồng chí Trần Phú, Lê Văn Thiêm, Lê Huân. Đặc biệt, dừng lại ở trang sách 637, chúng ta sẽ được biết những thông tin quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người đã để lại lời hiệu triệu bất hủ: hãy giữ vững chí khí chiến đấu cho muôn đời sau học tập và noi theo. Phần cuối của cuốn sách, người đọc sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về các xã, thị trấn của huyện Đức Thọ. Đức Thọ tự hào là mảnh đất sinh ra những người con sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, cần cù, sáng tạo, chịu thương chịu khó trong lao động và sản xuất, trọng nhân nghĩa, dám nghĩ dám làm, sống trung thực, thủy chung. Hay chúng ta có thể đến thăm xã Tùng Ảnh, nơi có làng Khoa Bàng Đông Thái, vùng quê có rất nhiều người đỗ đạt là các giáo sư, tiến sĩ. Tùng Ảnh cũng là một trong những xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, sức mạnh từ truyền thống tốt đẹp của quê hương cũng như chí khí cách mạng của các thế hệ cha anh của Tổng Bí thư Trần Phú đang được Đảng bộ và nhân dân Đức Thọ giữ gìn, bồi đắp. Đức Thọ đang đổi mới toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả, quốc phòng an ninh được giữ vững. Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng em rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương Đức Thọ, noi gương các bậc cha anh. Chúng em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi, không ngừng học tập, rèn luyện, trở thành những học trò giỏi để mai sau góp ích cho đất nước. Thưa tất cả các bạn, cuốn sách Địa chỉ huyện Đức Thọ đã biên soạn, sưu tập hệ thống các tư liệu giúp bạn đọc bước đầu có một cái nhìn tổng quát về vùng đất Đức Thọ, một huyện của tỉnh Hà Tĩnh. Qua quá trình phát triển lịch sử, đây là một tư liệu quý để cho thế hệ mai sau có cơ hội tìm hiểu chi tiết hơn về đất và người Đức Thọ. Cuốn sách Địa chỉ huyện Đức Thọ hiện đã có mặt tại Thư viện Trường Tiểu học Trung Lễ. Chúng em rất hân hoan chào đón quý vị và các bạn tới tìm đọc cuốn sách này. Xin chào và hẹn gặp lại!